Chuyển sang thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mới đây tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng đang khai thác khoáng sản gồm cát và đất trái phép trên địa bàn huyện Tri Tôn. Tại thời điểm bắt quả tang, những người trên không xuất trình được giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp phép về hoạt động khai thác khoáng sản và bước đầu khai nhận khai thác vận chuyển thuê cho chủ ở huyện chợ mới. Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 9 tháng 1, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực đất ruộng thuộc tổ 18 ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đến kiểm tra phát hiện bắt quả tang một nhóm đối tượng đang sử dụng hai xe cô máy cuốc, ba xe ô tô tải ben tự chế không biển số và một xe sắt biển số AG24382 để khai thác khoáng sản trái phép. Ghi nhận tại hiện trường, diện tích đất đã cày sới khoảng 3.900 m2, độ sâu trên dưới 3 m, đã khai thác khoảng 10.000 10 m khối đất cát. Được biết, đất ruộng trên do ông Lê Văn Trự, sinh năm 1972 trú tại địa phương làm chủ. Ông có hợp đồng với một công ty tại thành phố Long Xuyên, múc hầm nuôi cá, nhưng ông không xin phép cơ quan có thẩm quyền. Tổ công tác tiến hành đã biên bản du dịch và bàn giao cho công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo đúng quy định.